cái phần này còn phải theo các cái ý mình là nó phải theo các từng bước để đảm nhiệm được cái lực lượng bán hàng của mình luôn là được tốt nhất. Và phần tiếp theo đó chính là mục mục lớn, đó chính là thiết lập mục tiêu của lực lượng bán hàng. Thì ở ngoài thị trường có rất nhiều các cái hoạt động kinh doanh khác nhau và môi trường kinh doanh khác nhau, thì tùy vào mỗi công ty, chức năng hoạt động, sản xuất kinh doanh của mình thì sẽ đặt các cái mục tiêu riêng cho các lực lượng bán hàng của mình. Chẳng hạn như trong tài liệu thì các bạn có thể thấy đại diện thương mại của IBM có trách nhiệm là bán hàng, lắp đặt và nâng cấp thiết bị máy tính cho khách hàng. Thì đại diện thương mại của công ty hàng tiêu dùng có trách nhiệm phát triển khách hàng, bán hàng và giữ được khách hàng. Thì cái việc thiết lập mục tiêu của lực lượng bán hàng thì thông thường bao gồm những mục sau đây. Thứ nhất là thăm dò, thì tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. Thứ hai là cung cấp thông tin và sản phẩm, các thể thức bán hàng, dịch vụ phục vụ bán hàng. Thứ ba là bán hàng, thực hiện các cái nghệ thuật bán hàng theo tiến trình tiếp xúc, giới thiệu, dẫn chứng sản phẩm, thương lượng với khách hàng và các phản ứng kết thúc với bán hàng. Thứ tư là thực hiện các dịch vụ sau bán hàng, còn gọi là dịch vụ chăm sóc khách hàng đó. Tiếp theo là cuối cùng là thu thập thông tin về thị trường, thông tin về hành khách, tình hình và kinh tế, lập các bản báo cáo. Tùy theo hoạt động của công ty trong từng thời điểm mà giám đốc kinh doanh sẽ đặt ra các cái mục tiêu bán hàng phù hợp với các cái lực lượng bán hàng của mình. Phần thuyết trình của em tới đây là hết. Em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Dạ, em xin tiếp tục phần thuyết trình của mình. Thì sau khi đã xác định được mục tiêu của lực lượng bán hàng thì giám đốc kinh doanh sẽ thiết kế những chiến lược bán hàng. Thì những chiến lược bán hàng này sẽ có 4 phần, là bao gồm chiến lược tiếp xúc với khách hàng của lực lượng bán hàng, chiến lược cấu trúc lực lượng bán hàng và chiến lược cho quy mô lực lượng bán hàng và các kế hoạch đãi ngộ cho lực lượng bán hàng. Về chiến lược tiếp xúc với khách hàng của lực lượng bán hàng thì mỗi công ty sẽ đều phải cạnh tranh với các cái công ty khác để có thể có được những cái đơn đặt hàng của khách hàng của mình. Thì công ty sẽ cần đến các cái chiến lược tiếp xúc với khách hàng dựa vào những hiểu biết trong quá trình mua của khách hàng. Sẽ có 5 chiến lược tiếp xúc với khách hàng cơ bản, đó chính là đại diện bán hàng và một khách hàng, đại diện bán hàng và một nhóm khách hàng, một nhóm người bán và một nhóm khách hàng, hội nghị bán hàng và hội thảo bán hàng. Thì đối với đại diện bán hàng và một khách hàng thì đây sẽ là trường hợp mà một đại diện bán hàng sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng của mình qua điện thoại hoặc là gặp mặt trực tiếp. Còn đối với đại diện bán hàng và một nhóm khách hàng thì trong trường hợp này thì người bán hàng của công ty sẽ tiếp xúc và giới thiệu hàng hóa cho một nhóm người mua cùng một lúc, một nhóm người bán và một nhóm khách hàng thì sẽ là một đại diện của công ty, một đại diện cho thương mại, một kỹ sư công nghệ cùng thực hiện việc giới thiệu hàng hóa cho một nhóm khách hàng của mình. Hội nghị bán hàng sẽ là đại diện thương mại cùng với những người có chức năng khác trong công ty tổ chức một cuộc họp với một hoặc là nhiều khách hàng để bàn bạc các vấn đề liên quan đến sản phẩm hay là dịch vụ và các hình thức mua bán hàng hóa dịch vụ giữa hai bên. Hội thảo bán hàng, một nhóm đại diện cho công ty bán hàng tổ chức một cuộc hội thảo để hướng dẫn giới thiệu cho khách hàng hay là các cái nhân viên kỹ thuật của công ty mua hàng về các cái thành tựu kỹ thuật mới nhất liên quan đến sản phẩm dịch vụ và mà công ty muốn bán hàng muốn cung ứng. Về chiến lược thứ hai là chiến lược cấu trúc lực lượng bán hàng thì mục đích của việc xác định chiến lược và cơ cấu lực lượng bán hàng là sẽ nhằm tối đa hóa cái hiệu quả bán hàng tại các điểm bán. Nếu như mà công ty chỉ bán một loại sản phẩm cho khách hàng tiêu dùng trực tiếp ở nhiều nơi thì có thể bố trí lực lượng bán hàng theo khu vực. Và nếu như mà công ty bán nhiều loại sản phẩm cho nhiều khách hàng có mục đích mua hàng khác nhau thì có thể bố trí lực lượng bán hàng theo cơ cấu sản phẩm hay là cơ cấu khách hàng. Thì dưới đây sẽ có bốn chiến lược bán hàng được bố trí theo đó là bố trí theo khu vực, bố trí theo sản phẩm, bố trí theo khách hàng và cấu trúc lực lượng bán hàng hỗn hợp. Về chiến lược thứ ba đó là chiến lược cho quy mô lực lượng bán hàng. Thì ngay khi công ty đặt ra các cái chiến lược trên thì cũng phải ước tính cả quy mô lực lượng bán hàng. Lực lượng này là chính là tài sản tốn kém và có hiệu quả nhất. Gia tăng lực lượng bán hàng sẽ gia tăng doanh số bán, đồng thời cũng sẽ gia tăng cả cái chi phí
Nhiều công ty sử dụng các cái phương pháp ước lượng khối lượng công việc để xác định quy mô lực lượng bán hàng. Thì phương pháp này được tiến hành theo 5 bước, đó chính là phân nhóm khách hàng theo quy mô mua hàng năm, dự tính số lần thăm viếng cần thiết đối với nhóm và bao nhiêu cuộc thăm dò đối thủ cạnh tranh cho công ty, dự tính số lần viếng thăm chào hàng cho mỗi khách hàng trong năm, tính số lần mà một đại diện bán hàng có thể thực hiện trong năm, tính số lượng đại diện bán hàng cần phải có để thực hiện đầy đủ các cái lần chào hàng, viếng thăm, điều tra cho tất cả các khách hàng dự kiến. Chiến lược cuối cùng đó chính là kế hoạch đãi ngộ cho lực lượng bán hàng. Thì kế hoạch đãi ngộ lực lượng bán hàng tốt sẽ có tác dụng là kích thích lực lượng bán hàng phấn đấu cũng như là thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tự giác và nhiệt tình. Thì thông thường sẽ có 5 loại kế hoạch đãi ngộ cơ bản, đó chính là kế hoạch trả lương theo doanh số bán hàng, kế hoạch trả lương theo doanh số kèm với tiền lương thời gian, kế hoạch trả lương theo thời gian cộng với tiền thưởng, và kế hoạch trả lương theo thời gian. Em sẽ nhìn phần thuyết trình cho bạn tiếp theo. Alo, giờ phần tiếp theo đó là phần tuyển mộ và lựa chọn lực lượng bán hàng. Để việc tuyển dụng và lựa chọn lực lượng bán hàng cho công ty có ý nghĩa, đó thứ nhất đó là sự ảnh hưởng đó là nó có tác động lớn đối với hiệu quả kinh doanh của công ty. Thứ hai đó là phù hợp, các nhà quản lý phải có những cái phương pháp tuyển dụng phù hợp để mà lựa chọn những cái nhân viên bán hàng để phù hợp với những cái yếu tố, những cái quy mô trong công ty. Và thứ hai đó là cái yếu tố của người bán hàng cần có, đó là những cái kỹ năng, những cái kỹ năng của người bán hàng. Và cuối cùng đó là sự phát triển là mang lại lợi ích cho công ty và đối với nhân viên và đối với người quản lý. Thứ hai là yêu cầu về nhân viên bán hàng. Để tuyển dụng nhân viên bán hàng, công việc đầu tiên là phải phát thảo một cái bản mô tả công việc cũng như là các cái yêu cầu về phẩm chất, năng lực tương ứng của các ứng viên cần tuyển dụng cho vị trí đó. Và có bốn cái yêu cầu về nhân viên bán hàng, đó là sự trung thực. Làm việc thì ai cũng phải cần có cái trách nhiệm, cần cái sự trung thực trong cái công việc của mình. Thứ hai là cái sự đáng tin cậy. Cái những cái nhiệm vụ, các cái hoạt động liên quan tới bán hàng thì người nhân viên bán hàng phải hiểu rõ nhất. Và thứ ba đó là sự hiểu biết. Và nhân viên bán hàng phải có những cái kỹ năng, những cái kiến thức của một nhân viên bán hàng để họ có thể làm việc một cách hiệu quả. Và cuối cùng là sự ân cần, là nhân viên bán hàng phải có thái độ làm việc và cách ứng xử đối với nhân viên trong công ty và cũng như đối xử đối với tốt đối với khách hàng của mình. Cái thứ ba đó là các nguồn tuyển dụng. Ở đây có bốn loại hình tuyển dụng, đó là nguồn của công ty, các định chế giáo dục, nguồn từ nền công nghiệp và các nguồn hỗn hợp. Thứ nhất, nguồn của công ty. Nguồn của công ty nói đơn giản hơn đó là mình đang làm ở trong một cái công ty mình đang làm, mình có thể là đang làm một cái vị trí như trưởng phòng hay là nhân viên kỹ thuật, mình có thể chuyển sang bộ phận khác, đó là mình có thể chuyển sang cái công tác bán hàng. Tại vì mình làm cho công ty này lâu năm, mình có xác định được những cái phẩm chất của mình trong công ty đó, và người quản lý cũng thấy vậy, nên là việc chuyển sang cái công tác bán hàng nó sẽ dễ dàng hơn. Cái thứ hai đó là các định chế giáo dục. Nói ví dụ thực tế hơn đó là chúng ta đang học quản trị kinh doanh, thì sau này chúng ta ra trường sẽ có những cái công ty họ sẽ cử người đến để mà họ tuyển dụng mình, họ có thể chi trả những cái chi phí đào tạo để phù hợp cho cái công ty của mình. Và cái thứ ba đó là nguồn từ nền công nghiệp. Đây là dạng tuyển dụng nhân sự ngay từ những công ty đối thủ, công ty kinh doanh có tính chất tương tự hay từ nhà cung cấp, từ khách hàng. Nguồn này nó khá là đặc trưng với tính chất luân chuyển nhân sự từ chính những công ty cạnh tranh nhau. Điều này nó rất phức tạp vì nhân sự bị hấp dẫn bởi lương bổng hay chính sách đãi ngộ của công ty đối thủ về đầu quân cho họ. Và cái thứ tư đó là cái nguồn hỗn hợp, là những cái công ty họ sẽ đăng tuyển những cái bài tuyển dụng như 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 các trang là sinh viên việc làm thêm, sinh viên đại học Đà Lạt, hay là việc làm thêm ở trên mạng mà chúng ta có thể thấy hàng ngày. Và phần thứ tư
đó là lựa chọn các ứng viên có năng lực và phẩm chất tốt nhất. Ngay khi công ty đã có danh sách các ứng viên hội đủ tiêu chuẩn thì công việc tiếp theo đó là lựa chọn những cái ứng viên tốt nhất. Tùy theo những công ty có quy mô lớn vừa hoặc là quy mô nhỏ theo yêu cầu tiêu chuẩn của công việc và vị trí tuyển dụng mà thủ tục tuyển lựa chọn này sẽ đơn giản hay phức tạp. Tiếp theo. Còn cơ sở để tuyển chọn gồm những cái bước sau đây. Thứ nhất, đó là các ứng viên điền vào mẫu đơn. Ở đây các chúng ta thường thấy trong cuộc sống thôi, đó là những cái sơ yếu lý lịch, những cái bản phỏng vấn, những cái trình độ học vấn về thông tin cá nhân của mình. Thứ hai đó là phỏng vấn. Phỏng vấn thì có rất nhiều loại hình thức phỏng vấn. Phỏng vấn sơ bộ có thể gọi điện trực tiếp hoặc là tới nơi làm việc, phỏng vấn theo mẫu đơn có sẵn hay phỏng vấn tùy theo tình huống thực tế mà người của công ty có thể đưa ra những cái tình huống cho các cái nhân nhân viên mới của mình. Cái thứ ba, quá trình cái thứ ba đó là thủ tục và các lựa chọn khác. Tùy theo những cái công ty có mức độ quy mô nhỏ hay là công ty lớn thì họ sẽ, ở đây thì những cái công ty lớn, những công ty nó sẽ khắt khe hơn vì những cái vị trí cao hơn như là khám sức khỏe của các ứng viên hay là trắc nghiệm tâm lý hay là kiểm tra EQ hoặc EQ. Sau cùng thì những cái bước mà thủ tục như vậy thì họ chỉ muốn là công ty mình có những cái nhân viên tốt phù hợp với yêu cầu của công ty, đáp ứng những cái quy mô yếu tố của công ty mình để phát triển cả cho cả công ty và cho cả nhân viên của mình. Còn phần tiếp theo ạ. Em xin chào cô và tất cả các bạn. Cô có nghe rõ em nói không Rồi, có nghe rõ Rồi, em có nghe rõ. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Ngọc Tiến. Tiếp theo em xin thuyết trình về phần thứ tư, đó là huấn luyện lực lượng bán hàng. Thì đầu tiên, lực lượng bán hàng, tất cả các nhân viên bán hàng phải trải qua một giai đoạn huấn luyện trước khi được thực hiện công việc bán hàng chính thức. Tùy vào đặc điểm của các công ty thì mỗi công ty khác nhau sẽ đưa ra mức thời gian huấn luyện bán hàng cho các nhân viên khác nhau, có thể là 1 tháng, 3 tháng hoặc là 6 tháng tùy vào các công ty. Những người bán hàng lâu năm của công ty thì cần được cập nhật thông tin mới nhất về giá cả cũng như thông tin bổ sung về sản phẩm. Đầu tiên thì lực lượng bán hàng sẽ được giới thiệu về công ty. Thứ nhất là sẽ được giới thiệu về lịch sử phát triển của công ty, cơ cấu tổ chức của quản lý công ty. Thứ ba đó là hệ thống chính sách kinh doanh của công ty là gì, những người lãnh đạo, ví dụ như là chủ tịch, ban giám đốc hay là các thủ trưởng các phòng ban kinh doanh thì sẽ được giới thiệu qua cho nhân viên bán hàng. Thứ năm đó là các sản phẩm chính của công ty. Tiếp theo đó là các lực lượng bán hàng sẽ được giới thiệu các sản phẩm mà công ty đang sản xuất kinh doanh. Sẽ được giới thiệu về các nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm, các máy móc, quy trình sản xuất, cách sử dụng cũng như là công dụng của sản phẩm mà công ty sản xuất. Thứ ba đó là nhân viên bán hàng sẽ được giới thiệu ai là khách hàng của công ty, các loại đối tượng khách hàng là gì, các loại nhu cầu mà khách hàng họ có nhu cầu để mua sản phẩm. Thứ ba đó là động cơ mua hàng của khách hàng, và các nhân viên bán hàng cũng sẽ được tổng quan giới thiệu khái quát về cái phần tâm lý khách hàng. Phần thứ tư, nhân viên bán hàng hiểu các đối thủ cạnh tranh của công ty. Đầu tiên thì nhân viên bán hàng sẽ được giới thiệu về các đối thủ cạnh tranh, các chiến lược của đối thủ cạnh tranh, khách hàng của đối thủ cạnh tranh, ưu nhược điểm của đối thủ cạnh tranh. Tiếp theo là các hình thức quảng cáo riêng biệt mà đối thủ cạnh tranh họ
áp dụng cho công ty của mình, và cuối cùng là thái độ đúng đắn của khách hàng đối với đối thủ cạnh tranh. Phần thứ năm, nhân viên bán hàng sẽ được giới thiệu nội dung chào bán hàng của đại diện thương mại. Thì ở đây nhân viên bán hàng sẽ được đưa ra cái phiếu hay là gửi 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 mail điện tử để cho nhiều nhiều khách hàng để thăm dò ý kiến của khách hàng. Tiếp theo đó, nhân viên khách hàng sẽ đưa ra các hoạch nhân viên bán hàng sẽ đưa ra hoạch định, giới thiệu hàng hóa, dẫn chứng và mô tả sản phẩm minh họa cho khách hàng. Khi gặp khách hàng khó tính hay là họ phàn nàn về các chất lượng, về chất lượng hay là sản phẩm hay là dịch vụ của sản phẩm của công ty mình, thì những nhân viên bán hàng sẽ được giới thiệu cách để thương lượng với các phản ứng của khách hàng. Tiếp theo đó là cách kết thúc khi bán hàng cho khách hàng. Thì ở đây nhân viên bán hàng sẽ được thì ví dụ ở đây cách kết thúc khi bán hàng thì nhân viên bán hàng sau khi bán hàng xong sẽ phải cảm ơn khách hàng. Tiếp theo đó là các dịch vụ sau bán hàng cần thực hiện. Ví dụ như là một số dịch vụ như là tri ân khách hàng hay là các dịch vụ khuyến mãi. Tiếp theo, phần thứ sáu đó là giới thiệu các điểm bán hàng. Điểm bán hàng của công ty thì ở đây nhân viên bán hàng sẽ được phân biệt giữa các sản phẩm và dịch vụ giống nhau, ráp nối các sản phẩm lại với nhau để tạo thành giải pháp kinh doanh hiệu quả, xử lý một phân khúc mua sắm có học thức, nắm vững nghệ thuật bán hàng, tư vấn. Tiếp theo, nhân viên bán hàng sẽ được giới thiệu và quản lý phương thức bán hàng theo nhóm, hiểu biết công việc kinh doanh của công ty mình. Phần thuyết trình của em đến đây là hết. Tiếp theo em xin nhường phần thuyết trình lại cho bạn Linh. Cảm ơn cô và các bạn. Dạ, em chào cô và các bạn. Sau đây em xin tiếp tục phần thuyết trình của nhóm. Phần tiếp theo là giám sát và động viên lực lượng bán hàng. Giám sát hoạt động của lực lượng bán hàng có mục đích nhằm hướng dẫn và động viên lực lượng bán hàng làm tốt công việc của mình. Còn động viên lực lượng bán hàng sẽ làm gia tăng sự nhiệt tình của nhân viên đối với công việc. Giám sát lực lượng bán hàng thì gồm hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp. Hình thức trực tiếp là xác định số lần đi chào hàng, thăm hỏi những khách hàng quen cũng như những khách hàng tiềm năng của công ty, giới thiệu, hướng dẫn nhân viên, xây dựng kế hoạch, sử dụng thời gian phù hợp. Với hình thức gián tiếp thì tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giữa lực lượng bán hàng với tổ chức công ty, căn cứ vào tình hình bán hàng giai đoạn trước để số liệu nghiên cứu thị trường, ý kiến của nhân viên bán hàng để đưa ra chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. Các biện pháp động viên lực lượng bán hàng thì gồm 3 biện pháp là tổ chức các cuộc thi, các cuộc hội nghị hoặc là trao đổi thông tin giữa nhân viên với các cấp cao hơn. Các cuộc thi thì hàng năm công ty cần tổ chức các cuộc thi về tay nghề nhằm thúc đẩy lực lượng bán hàng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, tặng nhân viên các giải thưởng có giá trị về mặt tinh thần cũng như là vật chất. Về mặt tinh thần thì có thể là các chuyến du lịch tổ chức đi cùng với các nhân viên của công ty, còn về mặt vật chất thì có thể là tiền thưởng. Các cuộc đánh giá tay nghề thì cần phải đúng đúng với tay nghề của từng nhân viên và được tổ chức một cách nghiêm chỉnh. Các cuộc hội nghị thường được tổ chức 6 tháng đến 1 năm thì sẽ tổ chức hội nghị một lần trên phạm vi toàn công ty hoặc từng khu vực tùy vào quy mô lớn hay nhỏ của công ty. Nơi tổ chức cần trang trọng và lịch sự. Các chức năng của các cuộc hội nghị là bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho nhân viên bán hàng, giới thiệu sản phẩm và chính sách mới, bình chọn các cá nhân xuất sắc, tặng giải thưởng cho từng cá nhân tổ chức có thành tích nổi bật. Hội nghị sẽ giúp cho ban quản trị hiểu rõ hơn về các nhân viên của mình.
trao đổi thông tin, cấp trên thường ít chú ý đến đời sống tinh thần của nhân viên, nên làm cho mối quan hệ của hai người càng ngày càng xa cách. Giám đốc kinh doanh và các nhà quản trị cần hỏi thăm và động viên tinh thần nhân viên nhiều hơn, trao đổi thông tin qua lại để giúp nhân viên cảm thấy gần gũi và muốn gắn bó lâu dài với công ty hơn. Phần đánh giá kết quả bán hàng. Mục tiêu của phần này là nhằm phân tích lợi ích của lực lượng bán hàng mang lại cho công ty trong từng thời điểm khác nhau. Các tiêu chí đánh giá thì có những tiêu chí sau: giá trị bán hàng được so với chỉ tiêu, số lượng thời gian làm việc trong kỳ của nhân viên, phong cách cá nhân ví dụ như trang phục và đầu tóc khi khi đi làm, số lần chào hàng và số khách hàng mới mà nhân viên đem lại cho công ty, hoàn thành đơn đặt hàng và các báo cáo trong kỳ nhanh chóng, khả năng hoạch định và thực hiện dịch vụ sau bán hàng cũng như chào hàng, chi phí tiêu tốn cho việc chào hàng trong kỳ. Các nhà quản trị cần có thái độ khách quan và kiến thức phân tích tình hình kinh doanh. Mọi sự đo lường và các đánh giá sai lệch sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý làm việc của nhân viên bán hàng. Dạ, phần thuyết trình của tụi em đến đây là hết. Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Rồi, cô cảm ơn phần trình bày của nhóm số 7. Mời nhóm số 8 luôn đi ha, để tổng hợp cái kiến thức của hai nhóm luôn rồi cô mới tóm tắt lại cho các bạn sau ha. Mời nhóm 8 ạ. Dạ, cô đợi nhóm em một chút nha cô. Ok. Sau buổi học ngày hôm nay thì các bạn sẽ có một cái bài kiểm tra cuối chương số 4 ha, và các bạn làm theo hình thức nhóm nha các bạn. Cô để thời gian cho các bạn là nộp bài á, là tới 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 ngày mai lận nha các bạn, để các bạn có thời gian thoải mái, các bạn thảo luận với nhau, các bạn làm. Không biết lịch học các bạn đã dày chưa, Chưa cho xin nên nhưng là mà cô xin để qua ngày mai luôn ha. Chia sẻ màn hình á, ở phía phía dưới nó có cái mũi tên á, em có thấy cái gần cái camera với cái mic không, nó có cái bàn tay xong tới cái mũi tên á, ở cái chữ trình bày ngay á, xong em bấm vô đó, xong em chọn một cửa sổ. Dạ rồi. Mọi người thấy bài trình bày chưa? À rồi, thấy rồi em. Thôi để em màn hình nhỏ đi cho nó dễ chạy. Xin chào cô và các bạn. Hôm nay em tên là Yên Thảo. Em sẽ thuyết trình về phần đầu tiên, thiết lập mục tiêu của thuật lực bán hàng. Mỗi công ty thì theo chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ đặt ra các mục tiêu riêng cho lực lượng bán hàng của mình. Chẳng hạn các đại diện thương mại của IBM có trách nhiệm là bán hàng, lắp đặt và nâng cấp thiết bị máy tính cho khách hàng. Đại diện thương mại của công ty hàng tiêu dùng thường có trách nhiệm phát triển khách hàng, bán hàng và giữ khách hàng. Thông thường mục tiêu của lực lượng bán hàng gồm có đầu tiên là cung cấp thông tin về sản phẩm, các thể thức bán hàng, dịch vụ phục vụ khách hàng. Thứ hai là bán hàng, thực hiện nghệ thuật bán hàng theo tiến trình tiếp xúc giới thiệu sản phẩm, thương lượng với khách hàng, với các phản ứng và kết thúc bán hàng. Thứ ba là thăm dò, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, thực hiện dịch vụ bán hàng. Thứ tư, thu thập thông tin về thị trường, thông tin về khách hàng, về tình hình kinh tế.
lập các bản báo cáo tùy theo hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ mà giám đốc kinh doanh sẽ đặt ra các mục tiêu bán hàng phù hợp cho lực lượng khách hàng, cho lực lượng bán hàng. Em xin nhường phần thuyết trình cho thứ hai. Tiếp theo là chính là thiết kế lực lượng bán hàng. Thì thiết kế lực lượng bán hàng thì sẽ gồm có bốn bốn phần, đó chính là chiến lược tiếp xúc với khách hàng của lực lượng bán hàng, chiến lược cấu trúc của lực lượng bán hàng, chiến lược cho quy mô lực lượng bán hàng và các kế hoạch đại ngộ lực lượng bán hàng. Đầu hình như là mạng bên chỗ Duyên có vấn đề rồi ha. Kiểm tra lại rồi nói lại chứ không không nghe được. Mọi người đợi em chút để em đăng nhập vô này cho nó. Dạ mọi người nghe rồi, rõ chưa ạ? Rồi rõ hơn rồi đây. Em xin trình bày tiếp. Mọi người nghe tới đại diện bán hàng vô nhóm khách hàng chưa ạ? Phải em xin thuyết trình lại từ đầu luôn nha cô. Nói lại đi, hồi nãy nó bị không nghe rõ. Dạ chắc mạng có vấn đề. Phần thứ hai đó chính là sẽ có bốn phần: chiến lược tiếp xúc với khách hàng của lực lượng bán hàng, chiến lược cấu trúc lực lượng bán hàng, chiến lược cho quy mô lực lượng bán hàng và các kế hoạch đại ngộ lực lượng bán hàng. Đầu tiên đó chính là đại diện bán hàng và một khách hàng thì có thể là đại diện người bán hàng trực tiếp với khách hàng hoặc là thì chúng ta có thể bán hàng trực tiếp như là các nhân viên bán hàng ở thế giới di động nè, hoặc là qua telesale. Thứ hai đến là đại diện bán hàng và một nhóm khách hàng. Trong trường hợp này là một người bán hàng của công ty tiếp xúc và giới thiệu hàng hóa cho một nhóm người mua cùng một lúc, giống như là công ty sản xuất tới phân chia cho các đại lý. Thứ ba là một Khách hàng và thị trường họ là ai, từ đó biết được có thể là để lôi kéo khách hàng của họ về với mình. À, cái ưu nhược điểm của sản phẩm vụ của cạnh tranh, nhắm vào đó để so sánh với sản phẩm công ty mình để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm hoặc là sử dụng dịch vụ của công ty mình. Cần phải biết được các hình thức quảng cáo, khuyến mãi, truyền thông về sản phẩm cạnh tranh, thái độ đúng đắn của người bán hàng đối với đối thủ cạnh tranh. Tiếp theo là giới thiệu nội dung chào bán của đại diện thương mại. Chị qua slide. Phần 5 thiệu nội chào bán hàng của đại diện thương mại, thăm dò khách hàng. Thì nhân viên bán hàng cần phải biết được khách hàng muốn mua sản phẩm gì, yêu cầu về tính năng, giá cả như thế nào. Chuẩn bị giới thiệu hàng hóa, chuẩn bị nội dung giới thiệu hàng hóa, tiến hành giới thiệu hàng hóa, dẫn chứng, minh họa sản phẩm bằng tiện
Ví dụ như khách hàng mua đèn trang trí phòng ngủ thì cần phải cắm điện cho khách hàng xem nó có màu gì, nó nhảy hay thử như thế nào, mà sản phẩm hay không. Tiếp theo là thương lượng với các phản ứng của khách hàng, phản ứng với các khách hàng về tất cả các mặt đến mua hàng, đào tạo về cách kết thúc bán hàng. Có thể nói với hàng rằng sản phẩm này rất được nhiều người yêu thích, và sản phẩm này ở em bán rẻ nhất rồi, chị không cần được ở đâu bán rẻ hơn ở công ty em đâu. Các dịch vụ bán hàng sau bán hàng cần phải thực hiện thư cảm ơn đến hàng, giữ liên lạc và không bao giờ quên hàng. Ví dụ như tin nhắn chúc mừng sinh nhật vào của khách, ưu đãi cho khách hàng trung thành. Tiếp theo phần 6 là, chị ơi có slide. Phần 6 giới thiệu các đặc điểm của việc bán hàng của công ty và hướng dẫn các quy chế tự quản để đại diện thương mại thực hiện hiệu quả công việc hàng cũng như báo cáo định nhân viên bán hàng cần phải phân biệt được giữa các sản phẩm giống nhau. Ví dụ như trên thị trường nay thì có rất nhiều sản phẩm nhau, vì vậy việc của nhân viên bán hàng là nêu được điểm nổi bật, ưu việt trong sản phẩm của công ty mình, thuyết phục khách hàng kết nối các sản phẩm lại với nhau để tạo thành giải pháp kinh doanh. Nhu cầu khách hàng thì càng phức tạp, mà chỉ một sản phẩm thì không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những người bán hàng cần được đào tạo kỹ để có thể ráp nhiều sản phẩm lại thành để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng giúp công ty bán được nhiều sản phẩm hơn. Xử lý một phân khúc mua sắm có hợp thức cấp hơn thì khi khách hàng đã tìm đến mua phẩm của công ty mình thì có thể họ đã tìm hiểu kỹ càng về sản phẩm đó rồi. Vì vậy nhân bán hàng cần phải chuyên nghiệp hơn để nêu bật được giá trị của sản phẩm và kết thúc bán hàng thành công. Nắm vững nghệ thuật bán hàng tư vấn, thì người bán hàng cần phải khám phá ra được nhu cầu của khách hàng và cho khách hàng thấy sản phẩm dịch vụ của công ty mình có thể đáp ứng được nhu cầu đó ra sao. Quản lý phân cách bán hàng theo nhóm. Người bán hàng cần phải được đào tạo để nắm vững các kiến thức của ban kỹ thuật, ban tiếp thị để có thể tự mình phục vụ khách hàng, không cần phải tốn thời gian gọi chuyên viên kỹ thuật hay nhân viên tiếp thị ra giúp đỡ. Hiểu biết về việc kinh doanh của khách hàng, thì bán hàng cần phải có nhiều kiến thức về công việc kinh doanh của khách hàng, phải có tin tiếp thị để có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, thêm giá trị vào dịch vụ. Khi mà sản phẩm của công ty đã đạt mức tốt nhất rồi thì nhân viên bán hàng bây giờ sẽ thành người tiếp nhận đơn hàng. Vì vậy các công ty cần thêm có dịch vụ như tham vấn kinh doanh và yểm trợ hiện có cho sản phẩm. Như vậy thì việc cho ra sản phẩm tốt chưa đủ, nó cần phải bán ra nữa. Từ đó thấy được tầm quan trọng của việc đào tạo lực lượng bán hàng. Qua slide nhé. Để đào tạo tốt được người bán hàng thì trong quá trình đào tạo cần thì phần phản hồi rất quan trọng để xác định những điểm mạnh điểm yếu của nhân viên bán hàng để họ khắc phục và nên tốt hơn. Trong việc đào tạo nhân viên bán hàng mới, ngoài những lớp tập huấn thì việc cho nhân viên mới đi theo quan sát bán hàng của nhân viên dày dặn kinh nghiệm cũng giúp hỗ trợ đào tạo nhân viên. Như vậy thì nhân viên mới cũng sẽ dễ tiếp thu hơn, đồng thời họ là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nên biết làm thế nào để hướng dẫn nhân viên mới. Sau đây em xin nhường phần trình này cho bạn tiếp theo ạ.
về phần tuyển mộ và lựa chọn lực lượng bán hàng. Qua slide giùm em. Về phần này còn bốn nội dung chính. Thứ nhất đó là tuyển chọn nhân viên bán hàng. Thứ hai là các nguồn tuyển dụng lực lượng bán hàng. Thứ ba là yêu cầu về nhân viên bán hàng. Và cuối cùng là lựa chọn các ứng viên có năng lực và phẩm chất tốt nhất. Qua slide giùm em chị. Về tuyển chọn nhân viên bán hàng thì nó có ý nghĩa đến cái hiệu quả kinh doanh. Và do giám đốc bán hàng và giám đốc kinh doanh thực hiện phỏng vấn để tìm người có khả năng và đáp ứng cái yêu cầu công việc, sắp xếp những người mà họ cho rằng có yếu tố phù hợp với yêu cầu của công ty đưa ra. Mục tiêu đó là phát triển nhóm người ứng tuyển có xu hướng chuyên môn hóa càng rộng càng tốt và không xa đà với những ứng viên không có đủ yêu cầu và phẩm chất cần thiết. Sau khi xét về đặc điểm bản thân thì ban quản trị sẽ tính đến việc tuyển dụng và phòng nhân sự sẽ kiếm những cái nhân viên bằng nhiều cách thu hút, bằng việc đó là đưa ra những cái mức lương thỏa đáng với những cơ hội đáng mong chờ. Thứ hai đó là các nguồn tuyển dụng lực lượng bán hàng thì gồm bốn loại. Thứ nhất đó là nguồn công ty, thứ hai là các định chế giáo dục, thứ ba nguồn từ nền công nghiệp và cuối cùng là các nguồn hỗn hợp. Về nguồn công ty thì đây là cái nguồn dễ chọn, và nhân viên hiện tại của công ty là nhóm người tuyển dụng bán hàng có tiềm năng sử dụng ngay, họ hiểu rõ được còn hiểu rõ về công ty cũng như là công việc, là nền tảng về sự hiểu biết sản phẩm và công ty. Thứ hai là các định chế giáo dục thì tuyển dụng, người ta thường tuyển dụng từ các trường đại học hoặc là các trường cao đẳng. Các trường giáo dục thì được lựa chọn bởi danh tiếng của họ, chương trình đào tạo kiến thức kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của công ty, và họ thường xuyên đến các trường để tuyển mộ. Và công ty còn hỗ trợ cho những cái sinh viên giỏi và có nguyện vọng cũng như là năng lực với cái công việc bán hàng. Tiếp theo đó là nguồn từ nền công nghiệp thì các đối thủ về các doanh nghiệp tương tự, những nhà cung cấp khách hàng là nguồn cung cấp tiềm năng, nguồn từ đối thủ cạnh tranh về các doanh nghiệp. Những nhân viên tuyển dụng từ nguồn này đều hiểu biết về kinh doanh và phát huy những cái khả năng mà họ có. Tuyển dụng từ những công ty không phải đối thủ nhưng mà có môi trường bán hàng tương tự. Bên cạnh đó thì nhân viên được thuê có thể họ có thể lấy cấp kiến thức cũng như kinh nghiệm, và một số khách hàng khi chuyển từ công ty này sang công ty khác. Tiếp theo đó là các nguồn hỗn hợp. Qua slide nhé. Thường thì sẽ sử dụng phương tiện truyền thống hoặc là mạng xã hội. Các quảng cáo tuyển dụng với thông tin phải là chính xác và luôn lôi cuốn, tạo sự chú ý cho ứng viên có cái năng lực. Và nguồn từ các cơ quan môi giới tuyển dụng thì sẽ tuyển lựa và thẩm tra các tiêu chuẩn mà công ty đã yêu cầu. Về yêu cầu về nhân viên bán hàng. Qua slide chưa? Thì thường sẽ phác thảo một cái bản mô tả công việc và yêu cầu về phẩm chất cũng như năng lực tương ứng với vị trí sẽ ứng tuyển. Nhân viên bán hàng giỏi thì cần trung thực, đáng tin cậy, hiểu biết nhiều và ân cần. Bên cạnh đó có những cái yếu tố khác như là nội dung bán hàng, các hoạt động có liên quan đến công việc, đó là chào bán hàng, trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất và kiến thức cơ bản. Cuối cùng đó là lựa chọn. Qua slide chưa? Cuối cùng là lựa chọn các ứng viên có năng lực và phẩm chất tốt nhất. Thì các ứng viên sẽ điền vào mẫu đơn của công ty, bao gồm là
tóm tắt lý lịch cá nhân, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn. Về phỏng vấn thì nó tạo cơ hội người phụ trách tiếp xúc ứng viên quan tiếp xúc với ứng viên, quan sát mọi được mọi thứ, và phỏng vấn sơ bộ hoặc và phỏng vấn theo mẫu đơn có sẵn. Cuối cùng là các thủ tục lựa chọn khác thì yêu cầu bổ sung như là các như kiểu giấy khám sức khỏe, trắc nghiệm tâm lý hoặc là kiểm tra về độ IQ. Và việc lựa chọn có năng lực và phẩm chất là điều cần thiết để đảm bảo cái độ hiệu quả cao. Và phần thuyết trình của nhóm em đến đây là hết. Xin cảm ơn cô, các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn phần thuyết trình của nhóm số 8. Như vậy là qua hai phần thuyết trình của nhóm 7 và nhóm 8 thì chúng ta đã cũng hình dung sơ khởi ra những cái vấn đề liên quan tới cái hoạt động quản lý lực lượng bán hàng, đúng không ạ? Thì các bạn chắc cũng đã học qua cái môn quản trị nhân sự rồi. Thì quản trị lực lượng bán hàng, chúng ta chỉ cần áp dụng cái kiến thức của quản trị nhân sự vào trong cái đặc thù của cái nghề bán hàng nữa thôi, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là quản trị nhân sự là một hoạt động quản trị khó, bởi vì chúng ta tương tác giữa con người và con người, mỗi người có những cái tính cách khác nhau, thì nó sẽ mang lại những cái sự cố hay những cái vấn đề mà khó cho cái người quản lý. Tuy nhiên là đối với cái hoạt động quản trị lực lượng bán hàng này nè, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái kỹ năng đó là huấn luyện, đúng không ạ? Huấn luyện là cái thứ nhất này, cái thứ hai là chúng ta phải kiểm soát và lên được cái mục tiêu và giám sát nhân viên bán hàng bằng cách nào đó để đạt được cái mục tiêu của mình đề ra. Và chúng ta đo lường cái hiệu quả làm việc của nhân viên bán hàng rất là dễ, bởi vì nó thông qua doanh số và cái hiệu quả bán hàng. Thì trước khi mà chúng ta tiếp tục trao đổi á, thì cô muốn hỏi hai nhóm thuyết trình về cái nội dung này một tí xíu. Đó là các bạn có trình bày về cái nội dung cấu trúc lực lượng bán hàng, đúng không ạ? Các bạn nêu ra rất là nhiều các cái cấu trúc về lực lượng bán hàng, ví dụ như là theo lãnh thổ này, rồi theo sản phẩm, theo khách hàng rồi gì đó, vân vân. Thì theo các bạn thì khi nào thì chúng ta sử dụng cấu trúc lực lượng nào thì phù hợp? Nào, nhờ hai nhóm các bạn trả lời dùm cho cô ha. Còn nếu như mà các bạn khác ở trong lớp mà nếu như mà có ý kiến để mà thảo luận thì các bạn cũng có thể thảo luận luôn. Đầu tiên thì mời hai nhóm đảm nhiệm cái phần chương số 5 này trước đã ha. Đó là cho khi nào thì chúng ta sẽ có trường hợp nào thì chúng ta nên sử dụng cấu trúc nào, hoặc là các bạn có thể đưa ra những cái ví dụ để chúng ta dễ hiểu hơn về cái phần đó được không ạ? Và để mà tiết kiệm thời gian thì cô đặt luôn cái câu hỏi số 2, đó là về cái nguồn tuyển dụng á, các bạn đưa ra rất nhiều nguồn tuyển dụng. Thì ưu và nhược điểm của các nguồn tuyển dụng đó là gì? Chúng ta có hai câu hỏi như vậy, nhờ hai nhóm các bạn trả lời giúp cho cô ha.
thằng nào trả lời không ạ? Nhóm 7 và nhóm 8. Dạ, cô cho tụi em 5 phút thở thảo luận đúng không ạ? Ok. À, trong khi chờ đợi thảo luận thì lát nữa các bạn sẽ vào, sau khi học xong buổi hôm nay thì các bạn cũng sẽ vào điểm danh ha. Các bạn cũng sẽ vào điểm danh, sau đó là các bạn sẽ có một cái bài tập chương số 4 á, là cái chương CIM đó. Thì cô đã up lên trên LMS rồi và các bạn làm theo nhóm và cô cho các bạn thời gian nộp bài rất là thoải mái ha. Để mà các bạn làm. Giờ cô sẽ tạo cái mục điểm danh để lát nữa các bạn vào điểm danh này. À, chúng ta còn một cái buổi mà hôm trước cô cho các bạn nghỉ á. Các bạn muốn bù vào buổi nào được hả? Lớp mình bù được vào buổi nào được ha? Thì báo cho cô nha. Các bạn thảo luận xong rồi là các bạn báo với lớp trưởng. Để lớp trưởng báo lại cho cô là mình sẽ bù được vào buổi nào. Tại vì cô không có nắm được cái thời khóa biểu của lớp á. Bù online thì không có cần xin phòng ha. Và hệ thống của trường thì bữa giờ cô cũng không vào được nữa, cho nên thôi cứ bù trước đây cái đã, rồi rồi khi nào mà cô vào cô báo được thì hẳn tính sau, để cho nó đủ giờ cho mình cái đã. Lớp mình là các bạn ở Đà Lạt nhiều không hay là vẫn còn ở ở các nơi khác? Không biết sắp tới là có học offline được hay không nữa. Thấy tình hình cũng có vẻ ổn ổn rồi. Lớp mình có bạn nào ở vùng dịch nhiều không? Thế là lúc nãy các bạn trình bày là nói về cái cấu trúc lực lượng bán hàng á, thì cái cấu trúc theo lãnh thổ có nghĩa là chúng ta sẽ chia nhân viên bán hàng vào trong từng cái khu vực địa lý. Ví dụ như là ở Đà Lạt của chúng ta có phường 1, phường 2, phường 3, phường 4 vân vân. Thì ví dụ mỗi nhân viên sẽ đi mỗi phường. Thế là trong một cái phường đó các bạn sẽ cho một nhân viên của mình đi bán trong cái phường đó. Và trong cái phường đó đó thì có nhiều loại khách hàng khác nhau đúng không? À, ví dụ như hôm bữa mình học danh mà chia danh sách khách hàng đó, thì ví dụ như khách hàng là bán lẻ, bán sỉ, bán gì gì đó, rồi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài, rồi vân vân, ví dụ như rất nhiều như vậy. Thì cái nhân viên A này bán ở phường 1 này thì sẽ chịu trách nhiệm bán cho tất cả các cái loại khách hàng khác nhau như vậy luôn, cửa hàng sỉ rồi cửa hàng lẻ rồi là đại lý rồi khách hàng là trường học vậy vân vân, bán hết. Rồi thứ hai nữa là công ty mình kinh doanh bao nhiêu loại sản phẩm á, thì anh nhân viên này cũng phải bán hết chừng đó loại luôn vào trong cái phường 1 đó cho tất cả các loại khách hàng ở trong đó. Đó là theo lãnh thổ đúng không? Còn theo theo sản phẩm á, thì là theo sản phẩm hoặc là theo ngành hàng cũng được, tức là không phải là chỉ mỗi một sản phẩm một người đi bán, nhưng mà có thể là chia theo một ngành hàng. Ví dụ như là Vinamilk có ngành hàng là sữa, rồi ngành hàng là
sữa bột, rồi ngành hàng là kem, rồi ngành hàng là sữa trái cây, ngành hàng là thực phẩm chức năng dành cho trẻ em và dành cho bà mẹ bầu chẳng hạn. Thì mình có thể là gọi là ngành hàng sữa, không phải là chỉ một loại sữa một người bán, mà tất tần tật các cái loại sữa thì một người đó đi bán đó. Thì là sẽ chịu trách nhiệm theo ngành hàng như vậy. Loại thứ ba là cấu trúc lực lượng theo khách hàng, khách hàng hoặc là nhóm khách hàng. Thì tùy theo cái phân chia danh sách khách hàng của công ty như thế nào, có thể là cho nhân viên của mình bán cho một khách hàng nào đó thôi, hoặc là một nhóm khách hàng tương tự như nhau. Ví dụ như là nhân viên A thì bán cho nhóm khách hàng bán lẻ, còn nhân viên B thì bán cho nhóm khách hàng bán sỉ. Đó. Vậy thì lúc nãy thì cũng có nhóm đã nêu ra được cái ưu và nhược điểm của mỗi cái chiến lược rồi. Thì các bạn cho ví dụ đi, hoặc là các bạn nêu ra là có cái cách nào xác định được là khi nào chúng ta nên áp dụng cái trường hợp nào không, hoặc là cái cấu trúc nào gọi là có hiệu quả nhất không hay sao? Sao rồi, có câu trả lời chưa ha? Có câu trả lời chưa các bạn ơi?
Nhóm số 7 trả lời câu hỏi số 2 ha. Nếu mà tuyển dụng từ nội bộ công ty thì tiết kiệm thời gian chi phí này, nhanh đúng không? Đồng thời là nhân viên của mình là người ở trong công ty, là người của mình rồi, cho nên là họ cũng hiểu được cái văn hóa của công ty rồi, nói chung là họ có kiến thức về công ty rồi, sản phẩm dịch vụ, thậm chí là thị trường khách hàng. Cái chi phí về training, gọi là hội nhập, training hội nhập, training đào tạo mới á, sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Đồng thời là họ họ cũng cũng quen với cái kiểu làm việc của công ty rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được cái thời gian mà training nó ha. Có thể là chúng ta phải training một ít về cái kỹ năng bán hàng, cũng như là những cái chính sách bán hàng, bởi vì là có thể họ làm một ở một cái phòng ban nào đó, nhưng mà khi mà chuyển qua làm bán hàng thì chúng ta vẫn phải training lại. Đồng thời là có một số công ty thì có thể là khi mà chúng ta thiên chuyển công việc như vậy đó thì nó sẽ bị lỗ hổng ở công việc ở một một cái phòng ban nào đó nữa. Rồi là có thể là cái có thể là có thể là họ không muốn luân chuyển công việc, thiếu nhân viên ở một bộ phận nào đó và mình bóc nhân viên ở bộ phận khác qua, có thể cái nhân viên bị bóc đi đó họ không thích, đúng không ạ? Đồng thời khi mà luân chuyển công việc vậy á, họ có một cái áp lực rất là lớn, bởi vì là họ không biết họ họ tốt về cái việc A này, nhưng mà cái qua cái việc bán hàng họ có tốt hay không, và nếu như họ không tốt được ở cái việc bán hàng thì liệu họ có được quay về ở cái việc A này và ngồi chém chẽ như cũ hay là không. Đó là cái áp lực lên lên cái người bị luân chuyển rất là cao ha, là áp lực về tinh thần ạ. Tuyển dụng từ bên ngoài thì tạo ra sự mới mẻ, sự tán sáng tạo cho công việc. Thật ra nguồn bên ngoài thì mình có nhiều nguồn đúng không ạ? Nguồn bên ngoài thì mình có nhiều nguồn, ví dụ như là nguồn từ các định chế giáo dục và nguồn từ nền công nghiệp, hoặc là nền từ các cái thị trường khác. Chúng ta có hai cái nguồn thì ưu và nhược điểm của hai nguồn đó nó cũng sẽ khác nhau, nó không giống nhau. Mà tuyển ở bên ngoài thì cái nhược điểm chung là chúng ta sẽ tốn thời gian hơn ha, đăng tuyển dụng rồi là phỏng vấn tuyển dụng, chi phí sàng lọc rồi vân vân, vào thì chúng ta cũng training cho họ nó kỹ hơn. Đó là một số cái vấn đề, tuy nhiên là cũng chưa có rõ lắm ha, chưa chưa có đi được sâu để phân tích các cái nhóm lắm, thì tới cái phần đó cô sẽ nói cho các bạn sau. Bây giờ thì đợi câu hỏi được câu trả lời của câu số 1 ha, trao đổi cái phần đầu trước. Dạ, em xin trả lời câu 1 của cô. Dạ, Em hỏi nhóm em. nhóm 8 ạ. Ok. Dạ, thì em chỉ trả lời thêm một số cái mà em biết thôi. Ví dụ như là cấu trúc lực lượng bán hàng được bố trí theo khu vực. Thì có nghĩa là, ví dụ như là chạy Grab đi. Thì thì họ sẽ ưu tiên tìm những người mà đang ở trong ở trong nội tỉnh, trong gần đó, thì khi mà họ chở khách đi thì họ sẽ biết được cái điểm đó là ở số nào, số mấy, số mấy, hoặc là đi giao hàng bên đây Grab nó sẽ có thêm cái một việc là giao hàng đó, thì họ sẽ biết và tìm hàng nhanh hơn để tránh bị cái tình trạng là khi mà đặt hàng về thì đợi quá lâu và cái người ở xa thì họ không có biết được cái vị trí của cái khu vực đó. Thứ hai là bố trí lực lượng theo sản phẩm. Thì cái này nó có một cái nhược điểm, có một cái đó chính là người bán hàng cần phải biết rõ sản phẩm mà mình cung ứng cũng như là quá trình phát sinh và phát triển của sản phẩm này. Thì không phải là cái người người bán hàng nào cũng cũng biết rõ, bởi vì khách hàng sẽ có nhiều nhiều câu hỏi và nhiều sự thắc mắc khác nhau. Thì yêu cầu là cái người bán hàng phải biết được hàng hóa của cái hàng hóa của mình. Ví dụ như là em có đi làm thêm cho một quán hải sản thì khách sẽ hỏi là cái sản phẩm này nó sẽ đến từ đâu, nó sẽ làm món gì, ngon rồi nó có tươi không, kiểu dạng vậy. Rồi có một vấn đề đặt ra, nếu khách hàng cần nhiều mua loại sản phẩm của công ty thì cách bố trí bán hàng như thế nào. Thì khi mà
có nhiều khi mà khách hàng á mà cần muốn mua nhiều loại sản phẩm của công ty thì nên bố trí theo theo khách hàng hay là thị trường. Bởi vì người đại diện bán hàng sẽ biết rõ nhu cầu cụ thể của nhóm khách hàng mà mình phụ trách, chẳng hạn như công ty General Electric lúc đầu bố trí lực lượng bán hàng theo sản phẩm như là quạt bàn, máy điều hòa, không khí, thiết bị ô tô, nhưng sau đó nhận ra rằng một khách hàng có thể mua nhiều loại sản phẩm của họ nên đã chuyển lực lượng bán hàng sang chuyên môn hóa theo khách hàng và theo thị trường. Thì cái này có một cái nhược điểm là khách hàng ở rải rác khắp nơi trên cả nước thì mỗi người bán hàng phải chịu đi lại trên một phạm vi quá rộng. Dạ, em xin trả lời từ đó rồi. À, rồi cảm ơn em. À, có bạn nào bổ sung gì không ạ? Nói về cái cấu trúc về lực lượng bán hàng ấy, các bạn thì thật ra là không có một cái cấu trúc nào gọi là nó tốt nhất trong ba cấu trúc đó hết á. Mà mỗi công ty người ta phải dựa vào đặc điểm kinh doanh của mình, đặc điểm thị trường và đặc điểm sản phẩm của mình, cái quy mô của mình nữa để mà có thể chọn, hoặc thậm chí chúng ta có thể kết hợp ba cái chiến lược đó lại. À, và thông thường người ta sẽ luôn luôn chọn là gì các bạn, người ta kết hợp cái chiến lược cấu trúc theo lãnh thổ chung với lại một trong hai cái kia, thậm chí là ba cái lại với nhau luôn để mà tránh cái sự chồng chéo và nó dễ quản lý hơn đó các bạn. Cô lấy ví dụ như là khi mà chúng ta kinh doanh những cái mặt hàng mà tiêu dùng đã tiêu chuẩn hóa rồi đó, tức là không cần phải tư vấn nhiều cho khách hàng ai cũng hiểu biết về cái sản phẩm đó rồi đó, thì chúng ta có thể sử dụng nó là theo khu vực địa lý. Tuy nhiên là sản phẩm của bạn là sản phẩm mà gọi là cần có một cái sự hiểu biết, cần có một cái sự tư vấn riêng cho khách hàng, và các bạn phải là một cái chuyên gia về cái lĩnh vực đó. Ví dụ như các bạn đi bán website, hoặc là các bạn đi bán ô tô, hoặc là những cái máy móc thiết bị công nghệ gì đó, thì các bạn thậm chí là các bạn phải là kỹ sư, hoặc là các bạn phải tốt nghiệp từ cái ngành đó ra. Bây giờ các bạn đi bán web đúng không, các bạn lập trình web, các bạn phải biết lập trình cơ. Các bạn là người đi bán web nhưng các bạn phải biết lập trình, hoặc là các bạn biết được cái ý đồ khách hàng. Bây giờ em làm chuyện trang web là phải có cái này cái này cái này cái này, tức là bạn đó phải biết được là ý của cô là như thế nào và chuyển tải trên cái trang web nó dùng cái thuật ngữ ra làm sao, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta có thể tổ chức lực lượng bán hàng theo một cái chuỗi sản phẩm nào đó mà nó yêu cầu cái việc là nhân viên bán hàng của chúng ta phải có một cái độ am hiểu nhất định và vừa bán vừa tư vấn cho khách hàng. Còn khi mà chúng ta tổ chức theo nhóm khách hàng hoặc là theo khách hàng á, thì trong cái trường hợp mà cái yêu cầu trong cái hành vi mua trong từng nhóm khách hàng đó nó quá khác biệt nhau thì chúng ta sẽ áp dụng ví dụ như là cái cách mua hàng á của khách hàng mua đi bán lại nó sẽ khác với cái cách mua hàng của những cái doanh nghiệp nhà nước mà họ mua về họ sử dụng ở trong công ty của họ. Hoặc đơn giản ví dụ như là các bạn bán đồ trang trí nội thất đi, đúng không? Thì nhóm khách hàng của các bạn sẽ có nhóm là ai ạ? Nhóm là các cái cửa hàng trang trí nội thất mua đi bán lại rồi vân vân, như hôm bữa cô trình bày cho các bạn đó. Nhưng cũng có một nhóm là các công ty hoặc các trường học cũng có thể là khách hàng của mình lắm chứ, đúng không? Tại vì họ cần bàn ghế để đưa vô học. Và cái đặc thù của cái trường học là họ cần những cái loại bàn ghế nào, và cái thủ tục thanh toán với cái quy trình làm việc với các trường nhà nước nó làm sao, nó riêng biệt, đúng không ạ? Đó, thì lúc đó chúng ta nên chia theo cái cấu trúc là theo khách hàng hoặc là theo nhóm khách hàng thì chúng ta dễ quản lý. Tuy nhiên là chúng ta cũng không thể nào mà hoạt động suốt cả một cái vùng to như vậy được, cho nên chúng ta sẽ chia thành khu vực địa lý. Ví dụ như nhân viên bán hàng theo dự án khu vực tỉnh Lâm Đồng hay là khu vực thành phố Đà Lạt, nó kèm theo cái khu vực để chúng ta hạn chế cái việc là đi dạy lại quá nhiều mà nó tốn kém chi phí thời gian nữa. À, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng cái cấu trúc cho lực lượng bán hàng thì cực kỳ linh hoạt, chúng ta có thể thay đổi nếu thấy không phù hợp thay đổi, tại vì chiến lược kinh doanh của chúng ta có thể thay đổi theo thời gian mà, đúng không? Hôm nay mình có khách hàng này nhưng sau này mình lại phát triển, mình có những nhóm khách hàng mới nữa thì cái cấu trúc cũ nó không phù hợp nữa, mình vẫn có thể thay đổi không vấn đề gì cả. Và chúng ta phải nắm được ưu nhược điểm của ba cái loại đó để chúng ta có một cái cách kết hợp nó phù hợp vào trong cái chiến lược của mình, trong cái đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình thôi. Đó là trả lời cho cái câu hỏi đó. Rồi, chắc là ngày hôm nay chúng ta nghỉ tại đây thôi các bạn ơi. Các bạn sẽ làm bài cuối chương ha. Rồi các bạn sẽ vào điểm danh vào lúc 16, cô xét cho các bạn vào lúc là 16 giờ 15 phút.
ha.